các bạn nên xét lại phạm hạnh của bậc thầy trời. Người các bạn có sống được chưa? Ăn uống ngủ nghỉ phi thời, y áo sang cả, mặc toàn vải đắt tiền. Giả lại, các bạn còn ở trong chùa to Phật lớn, giường rộng nệm êm. Cuộc sống như vậy các bạn thấy sao? Hình dáng, tướng mạo, cách sống của các bạn có xứng đáng làm thầy trời người được chưa? Trước mắt các bạn họ gọi là thầy, nhưng sau lưng các bạn họ chê bai đủ điều, các bạn có biết không? Giới hạnh sa môn đầu tiên mà các bạn đã sống không đúng, đã vi phạm, thì tất cả hạnh sa môn quả làm sao các bạn có được? Nếu hạnh sa môn quả không có được thì làm sao các bạn xứng đáng là người tu sĩ của Phật, thánh tăng, thánh ni? Có đúng như vậy không các bạn? Bởi vì hạnh sa môn ở đâu thì quả sa môn ở đấy. Đúng như trong kinh Sa Môn Quả mà Đức Phật đã dạy, do kết quả sống đúng sa môn hạnh hay là kết quả của nhóm giới luật thứ nhất mà người tu sĩ Phật giáo cần giữ gìn nghiêm túc, nhờ đó mà mọi người cung kính, tôn trọng, quý mến vân vân. Do giới hạnh và kết quả đi đôi với nhau như vậy nên Đức Phật dạy: pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Hạnh ở đâu là quả ở đó. Hạnh làm cho kết quả ly dục ly ác pháp hiện tiền cụ thể, mà kết quả ly dục ly ác pháp hiện tiền cụ thể ở đâu thì đức hạnh phải được gắn liền với nó ở đó. Hạnh và quả không thể chia làm hai pháp. Vì thế Đức Phật dạy: giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Tóm lại, giới thứ nhất, cạo bỏ râu tóc, là giới tướng của người tu sĩ Phật giáo, thể hiện rõ nét buông xả, xả thân cầu đạo. Nhất là lời nói này được nhắc đi nhắc lại mãi để khuyên răn người tu sĩ Phật giáo chớ có buông lung chạy theo dục lạc thế gian, làm hư hoại đức hạnh thanh tịnh thân tâm của mình, mà còn làm suy đồi Phật giáo. Tội ấy rất nặng các bạn ạ. Sống phải giữ gìn sắc tướng của người tu sĩ Phật giáo, đừng làm ô uế sắc tướng ấy. Làm ô uế sắc tướng ấy là làm ô uế Phật giáo đấy đó các bạn ạ. Đó là phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo cần phải sửa sai. Giới hạnh cạo bỏ râu tóc. Muốn giữ gìn giới hạnh cạo bỏ râu tóc thì người tu sĩ hằng ngày phải như lý tác ý. Cạo bỏ râu tóc là một thánh hạnh xa lìa mùi tục lụy thế gian. Ta đã chấp nhận thánh hạnh này. Khi chấp nhận thì phải giữ gìn trọn vẹn, để hình sắc đầu tròn áo vuông, nêu cao ánh nước soi đường giải thoát cho mọi người đi, và làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho con người có một lối sống cao thượng, biến cảnh thế gian thành cực lạc thiên đàng. Kính thưa các bạn, các bạn nên nhớ thường xuyên nhắc nhở tâm mình bằng những câu tác ý này. Nhờ đó Phật giáo sẽ là nền đạo đức của loài người mãi mãi và mãi mãi.